Jonah! Laura! There's so much I need to tell you, I don't... Did you find the Prophet's tomb? Yes, but I was followed. What? By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. What the hell is going on here? You're starting to scare me. The tomb was empty, but I think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen it before. It was driving me insane. That's when it hit me. I saw it here, in one of Dad's books. Listen to this. The lost city of Katesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. Laura. If the divine source is hidden in the ruins of Katesh, waiting to be found, then I have to go. To Siberia? Are you kidding me? Just think. If this thing could really unlock the secret of immortality, it would change everything. Sickness, suffering, death, gone. Are you listening to yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real. I've lost too many friends. I don't want to lose you too. Dad never made the connection to Katesh. He gave up everything for this. Including you. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. I can't give up on him. Not now. It's all I have. No, it isn't! If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. Shit, Laura. What are we gonna do? I led them to it, Jonah. If the divine source is real, we've got to find it first. Siberia it is, then. Try to find me. I need to do this alone. Got to find shelter. Okay, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Rise of the Tomb Raider, hoặc có thể gọi là Tomb Raider 2016. Mình là Huy Béo.
mà như các bạn xem được đoạn cutscene không khác gì phim, thì chúng ta đang ở Siberia. Các bạn thể gọi tiếng Việt là Siberia để tìm cái Divine Source. Đó là một cái nguồn gì đó mình cũng không biết nữa. Đấy, hiện tại chúng ta đã bị mắc kẹt ở tuyết. Chúng ta đã gọi bộ đàm cho Jonah là phải quay lại, đừng có đi tìm chúng ta. Chúng ta cần làm cái điều này một mình, nên chúng ta phải đi kiếm một cái shelter. Ồ, có cái trại ở đây này. Rồi, thì chúng ta phải làm lửa. Coi nào. Bây giờ phải đi gather resources to build a campfire. Đi kiếm những cái nguyên liệu để có thể làm được cái campfire. Hiện tại là bạn làm phụ đề, chưa thể làm tiếp tục cái công việc của bạn ấy được. Vậy nên là mình nghĩ là những có đến đoạn nào mình dịch được, mình sẽ dịch cho các bạn dễ hiểu hơn một tí. Hy vọng các bạn sẽ không bị phiền lòng. Cái này cái gì đây? Cây này, gỗ nhá. Gỗ là một này. Not enough to last the night. Need to gather more. Phải lấy thêm để có thể sống qua được buổi đêm nữa. Ma tội vãi. Dry enough to burn. I hope. À, nhìn Lara đúng tội luôn. À, cái này là thịt à? Fresh kill. No meat, but maybe something else I can use. Và chúng ta lấy thịt đây. Ui, chó sói, chó sói. Oh shit. Back to camp. Tốt nhất là nên về nhanh và ngay và nhanh. Luôn và ngay, luôn và nhanh, nhanh và luôn. Move, damn it. Cố lên nào. Going to need a stronger bow. I wish this pain wasn't so familiar. Like looking an old enemy in the eye. It wants to take me down. It wants me to just lie down and die. I just hope that Jonah is okay. Chúng ta sẽ sử dụng cái bảng nâng cấp cái cung của chúng ta. Makeshift longbow, nghĩa là kiểu giữ nó chắc hơn thì vậy. That would be too much to bear. Rồi xem nào. This is my path, and mine alone. À, nhìn cái cung này. Nhìn cung Sida vãi. Ồ, nó còn có từng bộ phận một cơ, vãi. Đấy à. Rồi. Đây là cái reinforced limbs. Rồi, cái này giúp kiểu cái hình như cái đường đi nó mạnh hơn và nhanh hơn. Đó, là nó sẽ gây thêm sát thương. Rất là dễ hiểu rồi. Rồi, như là xong rồi, bởi hiện tại là đều bị đỏ hết rồi. Đỏ thì cứ màu đỏ là kiểu nó không có liên quan. Rồi, các bạn có thể thấy là chúng ta đang có đến 4 trang phục. Đấy. Mình nghĩ là mình sẽ từ từ mình thay. Còn bởi vì hiện tại chúng ta mới chỉ vào cái game này trong vòng ít phút. À, cứ để cho mặc cái bộ mặc định này đã. Ok. Ok. Được chưa? Rồi.
weapon switching. Hiện tại mình chỉ có mỗi một cái vũ khí thôi, nên là chúng ta sẽ không thể chuyển đổi vũ khí đâu. Mình phải đi đâu đây? Ồ, cái này cái gì đây? Mình cố mình nhặt nhiều đồ. Đây, chúng ta có thể sử dụng hardwood, gỗ cứng để có thể nâng cấp được những cái cần thiết. Và bây giờ chúng ta thiếu lông để có thể chế được cái tên. À, cái này cũng khá là quan trọng đấy. Cái này cái gì trời? Không biết cái thân cây này là cái gì. Những cái bệ đá này, cái bệ đá này của bọn Mông Cổ ở đây này. Mongolian. Cái gì đấy? Trinity. À, hội Trinity. À, cái cây này để trèo. Không biết tiếng gì kinh vãi. Để bắn pháo sáng ở đây à. Ôi chết, tự nhiên đoạn này chúng ta oh shit, vãi cả gấu. Chạy nhanh nhanh. Chạy nhanh. Má gấu, what the fuck. Nhanh. Ôi. Biến đi mày. Đánh. Mày gấu này. Lara, refusing to use the door again, I see. But it's faster this way, Dad. Come here, you little monkey. Are you going on another adventure? Yes. My greatest one yet. Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Lara, listen to me. Someday, you're going to make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Ma, sau một pha nhào lộn với em gấu, chúng ta đuối sức rồi. Healing resource, nghĩa là những cái nguyên liệu mà giúp chúng ta có thể hồi phục được. Need some kind of bandage. Rồi, bây giờ chúng ta phải làm cái bandage. Cái này cái gì đây? Thùng xăng nhưng mà không tương tác được. Dưới này đang có hội bọn Trinity. Rồi, bây giờ chúng ta hồi máu thử nhá. Nhấn left button. Rồi. À, có thêm mấy bệ đá của bọn Mông Cổ.
Và bây giờ chúng ta phải làm cách nào để có thể đánh bại được con gấu. Coi nào. Tí đằng này. Đây, chúng ta đi đúng đường rồi. À, đây là nấm, nấm độc để có thể dùng chế tên độc. Ngon đấy. Đây, find mushroom for poison arrow upgrade. Đúng rồi, chúng ta phải tìm nấm để có thể nâng cấp được lên cái mũi tên độc. Easy. Lên này mẹ. Oh, savage. Này kiểu đống phế thải à. Rồi. Ôi, nhỉ. Ôi, vãi. Không săn được heal rồi. Trúng luôn. Ngon. Rồi. Một da. Đẹp quá. Ở trong này có gì đây? Ồ, nấm nữa này. Nấm. Đây chúng ta phải kiếm 3 cái cơ. Không phải rồi. Nấm đây nữa. Rồi. Đâu nữa ta? À, nó chỉ chỗ cho chúng ta đi lấy luôn à? Kinh nhỉ. Cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? Survival cage. À. Nên là nó là kiểu mấy cái dương gì ấy. Kiếp mấy cái đồ này, nhiều đồ nghe khó hiểu vãi. Thực sự đây, ở đây rất là khó nhìn. Đây, mình thử... Ồ, ở kia có cái gì sáng sáng kìa. Ở đây có cái gì sáng sáng ở đây à? Đây, lại cái... À, lông. Lông thú. Đây, ở đoạn này. Đây rồi, chạy lửa của chúng ta rồi. Rồi, để chế thử em à. Poison arrow này. Nâng luôn. Emanation là đạn dược này. Đâu? Đây, poison arrow đây rồi. Được chưa? Đủ chưa nhỉ? Đây rồi mà. Rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? À, weapons upgrade được này. Vẫn là cái cung. À, coi nào. Cái này là cái gì đây? Warp string. À, cái khi mà chúng ta nâng cấp cái dây cung này thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng dơ kiểu nó dương ra, kéo cái cung ra nó dài hơn, nó không bị thả như vừa nãy quá nhanh. Rồi mình nghĩ là cũng ổn đấy. Nhưng mà để mình xem còn cái gì có thể nâng cấp được nữa. À không, chúng ta có thể nâng cấp được mỗi cái cung thôi. Rồi, ok. Warp string. Còn cái gì nữa? Skill. Chúng ta có skill. Chúng ta có 3 đường. Một là Survivor, Hunter, Brawler. Brawler là cái này mình không biết là cái gì. Brawler. Cái này là thợ săn với cả người ấy, người sinh tồn, kẻ sinh tồn. Hay để xem nào. Cái này là Rapid Crafting. Craft đồ nhanh hơn. Tất nhiên. Reforceful Combatant. Nghĩa là khi mà chúng ta giết được một kẻ địch hoặc knock out thì chúng ta sẽ được thưởng theo kinh nghiệm. Đấy. Bom này, đây là chế bom nhá. Còn live food là cái gì? Land safety without damage. Khi mà chúng ta nhảy từ trên cao xuống thì cái mức độ kiểu mất máu, lượng mất máu của chúng ta nó sẽ giảm đi hoặc là không bị nữa. Hình như là thế. Hình như là cái này kiểu độ gần thôi chứ xa quá không được. Khi mà đây chúng ta có thể bấm B để chúng ta có thể lăn nghĩa là nếu các bạn nào học parkour thì chắc là cái này nó sẽ rất đơn giản để các bạn để nghĩ nhảy xuống lăn cái cho nó đỡ bị thiệt thòi, đỡ bị mất máu kiểu như vậy. Avid learner,
chúng ta sẽ sử dụng cái học được thêm những cái kinh nghiệm từ những cái survival cage documents, cái những cái tài liệu và những cái thử thách khác. Eye for detail. Khi mà chúng ta sử dụng cái tầm nhìn kia thì nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều với các cái object. Đấy, sử dụng cái survival sting ấy. Hunter xem nào, arrow này, arrow breath control. Cái này là khi mà chúng ta ngắm cái gì đó thì chúng ta sẽ có thể tập trung hơn. Scavenger. Khi mà chúng ta loot đồ của ở mọi nơi thì chúng ta sẽ loot được nhiều đạn dược hơn. Animal Instinct, cái biểu tượng này rất là quen thuộc ở trong cái Tomb Raider Reboot 2013. Cái này sao? À, khi mà chúng ta kích hoạt, chúng ta sử dụng cái skill này thì chúng ta sẽ có thể nhìn rõ được hơn động vật để chúng ta có thể đi săn. Còn Brawler là cái gì? Thick skin. Hay là chúng ta sẽ nhận ít lại sát thương hơn từ súng và những cái vũ khí cận chiến. Đó, rất đơn giản thôi. Ironhide, da sắt, mình đồng da sắt, nội tại của Tôn Ngộ Không. À, đây là chúng ta sẽ nhận ít sát thương hơn từ những cái vụ cháy nổ và đấy, những vụ cháy và vụ nổ. Đó. Dodge counter, này là kiểu chúng ta có thể nhanh nhẹn né hơn ấy, kiểu như thế. Efficient killer, khi mà chúng ta giết một cái thằng nào đấy trong cái tư thế stealth, nghĩa là ẩn nấp, nghĩa giết thằng đấy bằng cách ẩn nấp, và chúng ta sẽ loot được thêm những cái resource, những cái nguyên liệu. Mình nghĩ là mình sẽ phải cộng một tí vào cái này, thick skin một cái, và bread control không cần, scavenger. Bây giờ mình rất cần cái này, cái những cái liên quan đến nhặt đồ á, mình coi nào. Bomb này, life food, eye for detail. Đây, mình sẽ không, cái này là fire challenge object. Cái này là kiểu nó nghiêng về những cái thử thách hơn. Hunter là cái này là nghiêng về đấy rồi. Cũng khó phết. Rồi mình nghĩ mình sẽ thử cộng vào cái stealth đi, để mình xem mình có thử học stealth được không. Ok, vậy đã đủ rồi. Rồi, phải đi thôi. Bây giờ chúng ta phải đi đâu đây? Nghỉ ngơi đã. Quá lạnh, quá mệt. Như thế là quá đủ với một buổi đêm rồi. No, you listen to me. This discovery is too important. I don't give a damn about my reputation. Don't you dare threaten me. After everything I've done. Hello? Hello? Dad, what's happening? They're fools! You're scaring me. I'm close, Lara. Close to something important. Someday, you'll understand. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Down. Report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. Fire was still warm. They can't be far. Over. Mày. Rồi.
đứng từ trên cao nhảy xuống oánh quá đã. Đây chúng ta có thể ẩn nấp và giết luôn. Chết cho em. Phần này hay á. Hay á. Cái phần này cải tiến rất là nhiều. Thôi, bên mình để mình xem là chúng ta có được thêm nhiên liệu gì không. Hình như vẫn thế. Equipment xem nào. Chúng ta có... Ôi, chúng ta thiếu rất là nhiều. Có mấy cái nguyên liệu mình không biết tên, cũng chưa sờ đến bao giờ. Chúng ta thiếu lông. Thiếu lông. Đó, nên chúng ta phải đi kiếm thêm để kiếm thêm tên. Để xem mình hiện tại có bao nhiêu tên rồi. Mình có 10 tên và 2 tên độc. 10 tên thường và 2 tên độc đúng không? Coi nào. Đây rồi. Ở đâu không phải. 10 tên thường và 2 tên độc đúng không? Rồi ok. Bây giờ phải đi đâu đây? Không biết là hai cái người vừa nãy là ai, có phải là người Mông Cổ không? Ê, từ 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 từ. Spread the word. The native set snares in the clearing. They must have planned for us to pursue. God damn it. They weren't retreating. This was a feint. Mình nhảy ở đây em đéo. Brinker's KIA. Someone's gonna have to cut him down. Để mình stealth thử em à. Này thì ngu. Rồi, grab and go. Chúng ta hoàn thành được xong cái thử thách này, đó là tấn công trong stealth 3 thằng. Chúng ta được 2000 credit rồi, không hiểu cái credit này để làm gì đây. Có thằng nữa, có thằng nữa. À, đồng phết nhỉ. Nằm xuống em. Rồi. Chúng ta có cái gì ở đây đây? Hình như cái máy phát nổ vậy vậy. Máy nổ. Đây là những cái biểu tượng mà trông rất là Mông Cổ phải không? Để xem có tắt được không? Ở đây có tận 2 thằng cơ. Có nên xía mũi vào việc của bọn nó không nhỉ? Bây giờ cái này nó ở tít tận trên này. Không biết có leo lên đây được không? Rồi, không leo được rồi. Khiếp, chóng mặt quá. Rồi, mày ra đây. Ui, chết, 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 chết. Vào đây. Rồi, hay quá. Này thì... Chết chưa? Láo. Hay quá. Đã thật. À, cảm giác bắn tên nó khục vát. Bạn nghe thì có sướng không? Cái này cái gì đây? Bộ đàm à? We're gearing up. I was on the first flight to Siberia to secure the old Soviet installation now. More arriving every minute. Constantine gave a speech to the new boots and I stayed in the back to watch. Love hearing him speak. Never gets old. I was never much for believing, but it was just words before this is something more, it's truth. Cái này là
một cái máy ghi âm của một thằng lính. Rồi. Có một thằng lính ở đây. Lính sáng này. Xem bây giờ đi đâu. Đây nó ở tít bên này, không biết đi đường nào bây giờ. Cái bình xăng này để chúng để làm gì mình không biết. Không biết cái bình xăng này để làm gì ta. Mấy cái máy ở đây cũng không tắt được. Đây chúng ta đi đúng hướng rồi. Ui tiếng con gấu. Tiếng con gấu. Rồi thêm nấm này. Rồi, rồi đi đâu đây? Vào trong này à? Lại con gấu ở trong này. Rồi, phải đi vào trong này rồi các bạn ơi. Trước khi đấy mình lấy mấy đồ đã. Ma mình sợ chết quá. Hình như ở đây có cái gì đấy. Đúng không? Ồ, đúng rồi. Tên. Thêm 3 tên. Đã. Đã quá men. Rồi đi vào coi nào. Con gấu nằm trong này. Bây giờ phải lôi nó ra đây à. À chúng ta có thể bắn tên độc được. Từ nhá, xem vào đâu. Ôi trượt. Ôi xong rồi. Come on. Chết rồi. Ôi. Mày. Trời ơi, bắn trượt. Mày này. Mày đây. Một phát. Đau. Ôi, tim tôi à. Trời ơi, đau tim quá. Oh my god. Sao mình không lấy được thịt nó? Ở đây rồi. Ôi dồi ôi, chơi trò này khó quá. Man, mình không được ẩn nấp, mình không được làm một cái gì mà bắn tên rất là khó. Chắc là trò mình giờ chưa quen nữa, trời ơi, Zida quá. Trời đúng đau tim, mình cứ sợ là mình bị fail, mình bị chết. Khổ ghê. Má, cuối cùng giết con gấu rồi. Kinh vãi. Thôi bây giờ chúng ta có thể vào đây thoải mái rồi. Cái này cái gì đây? Gift of Arms. Ô cái này nhiều đồ thế. Vớ vẩn. Về sau mình mới nhớ cách. Mình mới nhớ hết tất cả tên các đồ. Mới vào nó cho mình một đống đồ. Xong mình nhớ hết được. I have learned all I can from the carnage inside the prophet's tomb. My brothers were slain to the last man sometime within the last few days. The false prophet's followers died here by the hundreds, but in the end they were victorious. I have sealed the tomb as best I can and told the men of the nearby village that the prophet is at last dead. I left them with a subtle threat that this place should remain hidden. I do not know if the prophet survived, but I will follow their trail. No one escapes the order of Trinity. Rồi đây là các bạn có thể thấy bức thư này là viết bởi một với cái hội The Order of Trinity, cái hội tam hợp, mình gọi là hội tam hợp ấy, gửi cho một thằng tracker, nghĩa là thằng đi tìm. Thằng đấy nó đi tìm cái prophet, nghĩa là tìm cái lời tiên tri đấy. Nó nói chung là nó ghi là kiểu no one escapes the order of Trinity, không ai có thể thoát, không một cái gì, không một ai có thể thoát được khỏi hội
của Trinity đó. Nói chung là chi tiết của bức thư mình cũng không thể đọc hết được, nó quá mất thời gian đi. Semi auto pistol này, chúng ta nhặt được 4 part rồi, à 1 part, cho nên chúng ta nhặt được 1 phần của cái khẩu súng semi auto. Được đấy, weapon pass, khi mà chúng ta có thể mở được các cái strong boxes, cái hòm để có thể mở được những cái vũ khí và những cái tools nâng cấp, những cái công cụ nâng cấp á. Collect all parts of the weapon to unlock it on base camp. Chúng ta phải thu thập hết tất cả các cái mảnh đấy của một cái vũ khí để có thể mở khóa được tại cái base camp, cái trại của chúng ta. Rồi ok, easy. Xem nào. Ôi, còn cái hòm nữa. Mà mình đau tim quá bạn ơi. Chơi trò này đúng mệt luôn. Không biết có gì trong cái này. Yếp. Kinh vãi. Hình như ở đây có nấm. À không phải. Glacian Cavern. Mình không biết là cái gì. Ôi, chúng ta đang ở trong cái hang động này. Đây có gì không? Không có gì. À. Mình cứ tưởng là sẽ bám được lên cái tường băng đấy chứ. Mà. Ôi, đoạn này đừng có hù tao nhá. Tao ghê lắm rồi ấy, đừng có hù tao. Đấy rồi, may quá. Đẹp thế. Mà đẹp thật. Cái động này làm mình nhớ đến cái động gì ở Hạ Long ấy. Mà vào nó cũng có cái những cái đá phát sáng như thế này này. À, như đây không phải đá phát sáng, đây là cái đá tuyết. Ui dồi ôi, lạnh. Mình cảm tưởng đang lạnh này còn bơi thốn vãi. À, chúng ta có thể bấm left trigger để lặn xuống. Rồi, lên. Rất là đơn giản thôi. À, mình đang ở Hà Nội mình còn lạnh, không hiểu ở đây lạnh nhay nó bơi nhay cảm giác thốn như thế nào. Rồi. Lại thêm một cái trại lửa chúng ta rồi. Chúng ta có thêm được một kỹ năng. Xem nào. Survivor. Thick skin, thử cộng vào thick skin nhá. Thick skin ở đâu nhỉ? Thick skin là ở bên này. Nội tại da dày. Ô cái thick skin đâu trời. Nãy mình mới thấy đây mà. Hay ở bên này. Ở đây cái này mình cộng rồi mà. Thick skin trời. Chỉ nhớ tồi tệ quá. Rồi bây giờ nên cộng cái gì đây. Rất nhiều điểm, cái nào mình cũng cần hết á. Rồi bây giờ mình sẽ cộng cái này để có thể tăng vào cái cung. Giữ, tập trung giữ vào cho nó bắn đỡ trượt. Những cái cần thiết ban đầu. À, inventory xem nào. Mình có craft được thêm mũi tên không. Mình thực sự mình thiếu mũi tên. Poison arrow. Chúng ta có 1 trên 2 cái. À, lấy một cái đi. Đấy, craft max luôn. Craft max hay luôn. Đó, 25 tên thế này thì mẹ đói bằng răng. Chúng ta thiếu mấy cái toàn đạn thôi. Đạn với cả cái ô súng. Ô đựng súng. Mình cái đấy mình nghĩ không cần thiết lắm. Đây, bây giờ chúng ta cần grab mấy cái này này, nhưng mà không đủ rồi. Thôi bỏ đi. Rồi. Bây giờ không biết chúng ta phải đi đâu đây. Rồi, hướng trên này. Đúng không? Ok. Rồi, ok, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái tập này tại đây. À, hy vọng các bạn sẽ không bị phiền lòng. Bởi vì cái game này nó mới ra rất là hot nên mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình tập trung hết sức mình để mình có thể quay game này. Các bạn sắp Tết rồi nên là có việc bận thì mình cứ bận, còn nếu mà rảnh thì mình vẫn sẽ làm game cho các bạn. Mình sẽ cố cập nhật liên tục tất cả những game mà mình đang chơi hiện tại và mình sẽ cố gắng hoàn thành bằng hết. Các bạn yên tâm một điều là như thế, mình sẽ ra rất là nhanh chóng thôi. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian ra theo dõi nguyên cả cái series cũng như là ủng hộ cái tinh thần mình. Và các bạn có thể nhấn dù mình vào cái link Gaia để ở phía dưới description để ủng hộ thêm cho mình về cái G2A. Và các bạn cũng có thể mua cái game này với giá phải chăng tại cái link bên dưới luôn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi và tạm biệt.